lên ngôi vô địch. Theo thông tin từ trang go.com, thủ thành Szczesny đã xác nhận việc chuẩn bị chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ mới là Juventus. Bản hợp đồng của thủ thành người Ba Lan sẽ được hoàn tất vào cuối tuần này. Mức giá của bản hợp đồng được bật mí là vào khoảng 14,7 triệu euro. Szczesny sẽ thi đấu cho Juventus trong vòng 5 năm và anh sẽ hưởng lương 4 triệu euro một mùa. Szczesny đến Juventus với trọng trách thay thế cho vị trí của thủ thành dày dặn kinh nghiệm Gianluigi Buffon. Thưa quý vị và các bạn, thông tin về tiền đạo Lukaku gia nhập câu lạc bộ Manchester United đã được đăng tải rất nhiều trong những ngày qua. Thế nhưng thông tin này chỉ trở nên chắc chắn hơn khi trước đây vài giờ, tiền đạo người Bỉ này đã có màn ra mắt đội bóng mới, một màn ra mắt xứng tầm với cái giá 75 triệu bảng. Cũng giống như việc ra mắt bản hợp đồng kỷ lục Paul Pogba ở mùa giải năm ngoái, câu lạc bộ Manchester United đã khiến các cổ động viên bất ngờ khi công bố bản hợp đồng mới Romelu Lukaku. Theo đó, tiền đạo 24 tuổi người Bỉ đã xuất hiện như một diễn viên điện ảnh Hollywood trên thảm đỏ ở Beverly Hills. Lukaku sẽ nhận mức lương 200.000 bảng một tuần ở đội bóng mới và anh sẽ mặc chiếc áo số 9, số áo của tiền đạo Ibrahim.